Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Xin giới thiệu cùng các bạn, đây là cây me. Cây này, đây là cái hình ảnh của cây sau nuôi 3 năm các bạn. Sau 3 năm nuôi, thì sau 3 năm nuôi từ cây phôi lên thì tay cành mình định hình nó đã tương đối to và mình đang nuôi thả hoang. Trong thời gian nuôi thả hoang thì cây ra rất là nhiều trái các bạn. Thì mình nuôi hoàn toàn trong chậu. Đây các bạn có thể so sánh với cái cây với cái mình đứng ở trên cái gốc cây và cây là cho trái các bạn, mình hái trái. Thì cây ra rất nhiều trái sau một thời gian nuôi. Đây là hình ảnh cái cây sau một thời gian là 5 năm nuôi. 5 năm nuôi thì cái tay cành nó đã to và mình tiến hành mình cắt bỏ, cắt giật lại những cái tay cành mà nó to các bạn để cho mình nuôi nối lại. Nhưng mà mình cắt vào không đúng thời điểm các bạn, mình cắt vào cái thời điểm đúng vào cái mùa mà mùa khô, cái mùa giao nhau giữa khô mùa mưa các bạn, nó rất là nắng nên cái cây nó bị yếu các bạn. Mình nghĩ là cây trong chậu thì nó rất là khỏe nên mình cắt thì nó bị nắng và nó bị tát, nó ra nó bị yếu thì cây nó đứng lại, nó không phát triển được và mình đã phải đưa xuống đất để mình nuôi lại do bị những con mọt đục các bạn, và nó mục thân thì mình phải đưa xuống đất mình nuôi lại các bạn. Và đây là cái hình ảnh của cây me sau gần 2 năm mình thả đất. Thì các bạn có thể thấy là cái cây này bây giờ cái bộ tàn của nó đã rộng khoảng từ bên ngọn bên này qua bên này là khoảng 5 mét và cao khoảng 5 mét các bạn. Đây, mình thả hoang ra thì các bạn có thấy bộ tàn của cây này sùm luôn, nó tròn xoe luôn các bạn. Và mình nuôi trong chậu thì cũng rất là thời gian rất là lâu đó. Mỗi một cái chia sẻ với hình ảnh trước các bạn xem. Mình nuôi trong chậu khoảng 6 năm các bạn. 6 năm thì cái cây nó mình cắt giật một lần rồi đấy mà nó bị bể. Đây mình quay gần cái hình ảnh cho các bạn xem. Nói chung là mình nuôi, nếu các bạn có điều kiện và có đất ấy, thì các bạn nên nuôi bồn hoặc thả đất đấy các bạn. Thì cây nó rất là nhanh và nó an toàn hơn. Đấy các bạn có thể nhìn thấy. Hiện tại thì cái cây cái bộ đế của nó các bạn. Đó. Bộ đế nó gặm này. Và những cái u bíu này các bạn nó đã ăn liền này. Đây là cái vết mà ngày xưa mình cắt mà nó bị những con mọt ăn, nó đục cái thân và tưởng cây nó chết các bạn. Và sau khi mà nó liền lại thì những cái bắp thịt này nó đã cuộn lên các bạn. Đây này. Nó cuộn lên, cuộn cục cục lên. Và đây cái tay này là mình cắt đây các bạn. Nó bị to như thế này mà nó bị bỏ này, mình phải nuôi lại từ đầu các bạn. Nó mất rất là nhiều thời gian. Mình nuôi trong chậu do mình không để ý kỹ các bạn. Và cắt vào cái thời điểm nó nắng đó thì cây nó rất là nguy hiểm. Giờ mình nuôi thả lại các bạn, đây thấy cái tay này. Cái tay hôm nay mình phải cắt rồi các bạn, vì nó quá to rồi. Đây, hôm nay mình sẽ cắt cái tay này. Và cái ngọn này các bạn nó cũng bị bỏ mất một đoạn do đợt mình cắt thụt ngọn lại đó các bạn. Đây, tay rất là to, một số tay nó to quá các bạn. Nó hỗn rồi, mình phải cắt đi để cho những cái tay nhỏ dưới này nó phát triển. Đây các bạn có thấy. Nó có những cái bọng các bạn. Đây, đằng sau các bạn có thấy là đằng sau nó. Đây, sau nó gần như là nó rỗng luôn, nhưng mà nó ôm những cái bắp thịt nó ôm lại hết này. Đây các bạn, ôm này. Đó. Chỗ nào nó bỏ, chỗ nào nó ôm. Đó. Nói chung là mảnh đời còn lại. Đây, cái này nó ra rễ ở trên, nó cắm xuống các bạn. Đó. Nói chung cây này mà mình không kịp đưa ra đất thì độ nguy hiểm rất là cao. Đó. Nên đưa vào nhà mút mình chỉ cần cắt sơ sơ ra để đánh tỉa thôi. Mình bứng lên chậu được các bạn là ok rồi. Đây các bạn thấy cái ngọn mình nuôi này. Đây, cái ngọn cò nuôi. Nó nuôi phải trên 50 hoành các bạn. Cái ngọn nuôi đó. Những cây càng to thì nuôi càng lâu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt bỏ hai cái chi. Đây, cái này là một này. Để cho mấy thằng kia nó lớn các bạn. Cái thằng bên này là hai. Thì mình cắt mấy thằng này để cho mấy thằng bên trong nó lớn, không là nó không, mấy thằng bên dưới các bạn nó không đủ nắng thì nó sẽ teo luôn. Rồi mình chỉ thêm cắt nha các bạn. Thank you.
Cái này cái cành dây cái chỗ gần cái đông đá ấy thì người cái bà dẫn cho cái cành nó dẫn đi nó bán nhà ấy giới mà chưa không nuôi ra đấy thì rồi. Ok, bây giờ mình đã cắt xong rồi các bạn. Các bạn có thể thấy là sau khi mình cắt xong thì cây nó thoáng hơn này. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem cái tay cành của nó sau khi mình cắt. Đây cái tay này các bạn có thấy này. Đấy, rất là to. Thì sau này mình sẽ nuôi ở đây là nhánh nha các bạn. Đây là hai nhánh thì sẽ nuôi gọi là nuôi cắt dịch đó các bạn. Đây à, những tay nào to trước mình cắt trước này, các bạn thấy không? Rất là to đó. Còn cái ngọn này mai mốt là mình phải cắt thấp xuống đây các bạn. Tại vì mình cắt mấy cái nhánh này đi để cho nó không che cái đám dưới này. Nó che mấy chi dưới này. Mấy chi dưới này các bạn thấy nó nhỏ là do mấy thằng trên này nó che nắng. Giờ mình để một cái ngọn này cho nó lên thôi. Nó lên cho nó to cái đoạn này. Muốn mình cắt bỏ hết cái này thì các bạn cắt bỏ khúc trên luôn. Mình nối lại. Chứ không là nó sẽ bị thòng các bạn thấy không? Từ dưới này lên trên nó bằng nhau nè. Nó không có độ vót. Đó mình cắt lại. Thì mình để cho nó mấy thằng dưới này nó lớn. Thằng trên nó che nắng. Đó, những thằng nào nó che nó teo. Đây thằng này mình cắt lâu rồi các bạn thấy không? Mà thằng này nó lớn hỗn quá này. Rồi nó teo này luôn. Giờ mình cắt thằng này thì nó sẽ không có che nắng. Còn thằng này dưới nó sẽ lớn. Đây các bạn ạ. Thằng này nó to này. Thằng này cốt này rất là to. Mình cắt dịch là ngày xưa mình cắt dịch chỗ này các bạn. Đấy cốt này rất to. Bây giờ mình để cho mấy này lớn chút xíu nữa. Này lớn chút xíu nữa mình sẽ cắt đi. Đó. Chứ không là nó mình cắt liền nó nhỏ. Nó không có lớn các bạn. Đây các bạn thấy ngọn. Đó là cái cách mình nuôi thả cắt dịch các bạn. Nói chung là nuôi một cái cây me to như vậy thì nếu mà nuôi dưới đất ý, thì nó cũng phải 5 đến 10 năm các bạn. Còn trên chậu thì nó còn thời gian còn lâu hơn nữa thì nó mới ra được cái cây. Cây này thì chắc nó tầm phải 3-4 năm nữa mới chơi được các bạn. Thì rất là lâu, cây càng to nuôi càng lâu các bạn.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.